sau đó ấn phím enter hoặc là v để kết thúc lệnh thì cái công trình của chúng ta nó sẽ được bóp ra xin chào các bạn tiếp theo mình xin nói về một cái yếu tố rất quan trọng trong một bức ảnh phối cảnh kiến trúc mà các bạn mới vào nghề có thể là chưa biết về yếu tố này đó là các loại phối cảnh các quy luật phối cảnh trong ảnh kiến trúc nội thất quy hoạch hay nói cách khác là chúng ta phải đặt góc cam như thế nào để cho bức ảnh đó được chuyên nghiệp và đẹp nhất có thể thì nó chỉ có một số chú ý như sau đó là trong một bức ảnh kiến trúc chúng ta đặt thì bao giờ cái cạnh của công trình này này nó cũng phải song song với lại cạnh cạnh của bức ảnh là góc này nhé cạnh của công trình song song với cạnh của bức ảnh đó à, điều đó có nghĩa là khi chúng ta đi chụp ảnh kiến trúc hay là chụp ảnh của công trình Chúng ta phải hướng cam như thế nào đó để cái cạnh của công trình này nó song song với cạnh của bức ảnh. Mục đích là làm mất cái điểm tụ ở trên trời hoặc là dưới đất đi. Đó để công trình của chúng ta được đẹp nhất. À, các bạn có thể thấy ở trên mạng có rất nhiều cái bức ảnh nó không được đặt như vậy. Đây. Và làm mất sự chuyên nghiệp của chúng ta đi. À, để sửa được khắc phục được lỗi này thì các bạn có thể sửa bằng Photoshop, các bạn có thể copy ảnh về, các bạn có thể copy ảnh về và thử thực hành. Đó, chúng ta sẽ dùng lệnh Perfectis crop tool chúng ta quét một phát như thế này sau đó sẽ chỉnh các điểm neo ở các góc sao cho cái lưới này nó song song với cạnh của công trình hoặc trùng với cạnh của công trình các bạn có thể chích, kích vào điểm neo ở giữa kéo ra thì nó sẽ mở rộng bức ảnh ra sau đó ấn phím Enter hoặc là V để kết thúc lệnh thì cái công trình của chúng ta nó sẽ được bóp ra sao nó đúng quy luật đặt ảnh phối cảnh đó là cạnh của công trình song song với cạnh của bức ảnh Ở ngoài ra chúng ta có thể xóa cái dây điện này đi bằng Clone Stamp và Tool nhé xóa thì các bạn sẽ tự xóa nhé à, như vậy để chỉnh sửa được một bức ảnh kiến trúc chúng ta có rất nhiều yếu tố đó là sửa về phối cảnh sửa về phó rác hay là sửa về độ chỉnh màu chỉnh sáng cho nó cho cho nó được công trình nó được hẹp đẹp nhất có thể đó là cái lưu ý đầu tiên cái lưu ý thứ hai đó là chúng ta phải nắm được các cái góc nhìn thường gặp ở trong phối cảnh kiến trúc để chúng ta có cái bố cục cách đặt có cái bố cục camera nó được tốt nhất tự chung lại chúng ta có ba kiểu góc nhìn thường gặp đó là loại góc nhìn một điểm tụ đấy. đấy một điểm tụ thì nó sẽ thường là điểm trọng tâm của chúng ta sẽ nằm ở, ở giữa này đó. nó lệch hẳn nhé ở giữa thì, thì nó không, không vào chú giữa này nhé nó lệch hẳn xuống dưới nhé và tất cả các cái đường nét của công trình nó sẽ hút về cái điểm điểm tụ đó cái loại một điểm tụ này nó cũng thường được đặt theo cái phối cảnh ở trên cao đó là hút hút vào cái tâm trái đất à, tại sao cái điểm trọng tâm hay điểm hút nhất của bức hình nó lại nằm lệch ở dưới này thì chúng ta các bạn xem lại bài bố cục ảnh nhé. cái loại góc nhìn hai điểm tụ, cái loại góc nhìn hai điểm tụ này chúng ta sẽ thấy rõ hơn là được sử dụng nhiều nhất. đấy là có hai điểm tụ trong bức ảnh, nó sẽ hút về hai điểm đấy là chủ yếu. loại hai điểm tụ này mình có thể thấy là nó phổ biến nhất bởi vì nó sẽ giúp cho chúng ta nhìn được Kiểu góc 3 phần 4 đấy Góc công trình đẹp nhất Rõ hình khối của công trình nhất đấy, Mặt sáng Mặt tối đó Và cái lưu ý nữa đó là khi mà chúng ta làm Phối cảnh buổi sáng ấy, Thì đặt ánh sáng Chúng ta nên đặt sao cho Nó rõ cái hình khối của công trình nhất Có mặt sáng, mặt tối, mặt trung gian Thì góc đấy Ánh sáng đấy sẽ làm cho Cái bức ảnh của chúng ta đẹp nhất còn ban đêm thì cũng còn tùy nhé à, tiếp theo là góc nhìn ba điểm tụ góc nhìn ba điểm tụ này thường là chúng ta thấy ở các cái phối cảnh ở trên cao cái loại vừa nãy phối cảnh ở trên cao mà nó hút vào tâm trái đất đấy à, một điểm tụ đấy là kiểu chụp flat lay là chụp kiểu phẳng nhìn từ trên thằng đứng xuống đây là nhìn chụp từ góc trên cao nhưng mà nó chéo sang ba điểm tụ thì một điểm tụ nó sẽ nằm ở tâm trái đất này một điểm tụ nằm ở bên kia một điểm tụ nằm ở bên trên này một điểm tụ trên trái đất tâm trái đất Đó. Thế loại này là phổ biến nhất là về ở trên cao ba điểm tụ đấy trên đấy là ba loại hay gặp nhất một điểm tụ hai điểm tụ và ba điểm tụ ngoài ra chúng ta có cũng có một góc nhìn năm điểm tụ nhưng mà mình thấy có rất ít người khai thác cái góc nhìn năm điểm tụ này góc nhìn năm điểm tụ này nó thường nằm ở trong các cái vật thể nó tròn hình cầu có thể kim loại bóng này chẳng hạn đây là người ta vẽ tay nhé mình chúng ta sẽ nghiên cứu xem cái loại này chắc là ít người mới đến chúng ta sẽ thử nghiên cứu xem người ta vẽ kiểu gì nhé Đó, một điểm tụ, 2 điểm tụ, 3 điểm tụ, 4 điểm tụ, 5 điểm tụ này. Đây. Thay vì các cái đường thẳng để hút về điểm tụ, người ta sẽ vẽ các đường cong như này. Và cứ vẽ chiều nào là người ta phải tuân thủ theo các cái đường cong đấy để hút về tụ. Rồi cái này thì chắc các bạn nhìn phát này là biết ngay được quy luật của nó đúng không ạ? Cái góc nhìn 5 điểm tụ này chúng ta thường thấy nó cũng ở cái loại kiểu fisheye, kiểu kiểu chụp kiểu mắt cá, kiểu lồi mắt cá đấy, kiểu gương cầu lồi. Cái ưu điểm của nó đó là làm cho cái ví dụ cái công trình cái nội thất của chúng ta bị chật đấy chúng ta chụp này cảm giác cái công trình của chúng ta nó rộng rãi hơn. Nhà nó cũng không nên là nhân là cái ảnh chính trong cái bộ ảnh của chúng ta nhé. Nó là một cái góc để nhấn nhá làm đặc biệt thêm bộ ảnh của chúng ta đây. hai công trình kiến trúc này. Đó, 5 điểm tụ. Một điểm tụ ở tâm. Hai điểm tụ ở hai bên này. Hai điểm tụ ở trên và dưới nữa. Rồi, đó là các cái loại góc nhìn thường gặp. Góc nhìn thường gặp ở trong bức ảnh kiến trúc.